giống như với những cái mẫu ghế nội địa Nhật Bản khác thì sẽ được in cái năm sản xuất ở trên phần dây. thì ở phần dây ở đây sẽ được in năm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Nếu như các bạn đang quan tâm tới những mẫu ghế massage nội địa Nhật Bản và muốn tìm kiếm cho mình hay là dành tặng cho người thân và đại gia đình một cái mẫu ghế nhỏ gọn để phù hợp với chiều cao khiêm tốn. Ngày hôm nay, Ngọc Gia Ban muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là phiên bản EPMA043 của thương hiệu Panasonic. Và nói về dòng ghế massage nội địa Nhật Bản, bên cạnh đó những mẫu ghế nhỏ gọn sẽ còn có thêm như là AS680 của thương hiệu Furio cùng với phiên bản và mẫu mã của EPMA043. Panasonic còn sản xuất thêm hai mẫu ghế, đó chính là ma 34 và EPMA35S. Ờ, với những cái phiên bản không chỉ là MA43. Bên cạnh đó những mẫu ghế khi mà ngọc ra ban đấu giá trực tiếp tại các trang chợ điện tử của Nhật Bản về thì sẽ được kèm theo những cái quyển sách hướng dẫn hay chúng ta còn gọi là các cái catalog. thì bên trong quyển sách này sẽ đầy đủ các cái phần hướng dẫn cho chúng ta chi tiết từ về cách sử dụng cho tới các lưu ý và khi mà chúng ta ngồi lên cái chiếc ghế mà không đúng theo cái tư thế thì chiếc ghế chắc chắn sẽ báo lỗi U10 cũng như là các cái cách mà chúng ta lắp đặt và đảm bảo làm sao trong cái quy trình mà chúng ta lắp đặt và sử dụng chiếc ghế có một cái hiệu quả và tối ưu nhất. Nhìn cái mẫu ghế thì rất là nhỏ gọn cũng như là cái phong cách thiết kế của cái phiên bản EPMA043 này nó giống như là một chiếc ghế sofa không chỉ giúp cho chúng ta được chăm sóc sức khỏe hay là phù hợp với những người có chiều cao khiêm tốn mà bên cạnh đó chiếc ghế còn tạo được một cái sự sang trọng cũng như là một cái sự sắc nét khi mà chúng ta đặt ở trong ngôi nhà đặc biệt là trong phòng khách và đi sang tới cái năm sản xuất của chiếc ghế EPMA043 giống như với những cái mẫu ghế nội địa Nhật Bản khác thì sẽ được in cái năm sản xuất ở trên phần dây thì ở phần dây ở đây sẽ được in năm 2013 Tức là phiên bản này nó sẽ cùng năm sản xuất với cái phiên bản Panasonic EP-MA73 hay là MA74. Nhưng ở đây thì các kỹ sư người Nhật họ sẽ đưa ra những phiên bản này để phù hợp với những người có cái vóc dáng và chiều cao uh, nhỏ và thấp hơn một chút. Và ở đằng sau thì vẫn sẽ là đảm bảo cho chúng ta trong cái quá trình mà sử dụng từ về các cái chìa khóa an toàn điện cho tới các cái thông số được in sẵn trên tem. Từ những mã QR các bạn có thể là hoàn toàn quét được và những cái mã số chứng nhận thiết bị y tế hay là những cái thông số kỹ thuật từ là về nguồn điện đầu vào là 100V cho tới là về cái công suất hoạt động của ghế là 145W. Đi sang tới những cái tính năng của chiếc ghế EPMA043, mặc dù là một mẫu ghế nhỏ gọn nhưng ở đây nó sở hữu đầy đủ các cái tính năng massage toàn thân từ phần túi khí bóp hơi vai có cái chiều dài của cái bản túi khí là khoảng tầm 40 cm cũng như là về chiều rộng nhất là khoảng 15 cm và với cái thiết kế này thì hoàn toàn có thể là ôm sát vào cơ thể của các bạn khi mà trải nghiệm những cái chiếc ghế như vậy và cũng như là phần tay thì sẽ được giấu kín ở bên trong khác với dòng hay là các cái mẫu của Panasonic thì sẽ được là thiết kế phần tay gập lên và hạ xuống nhưng ở phiên bản EPMA 043 các bạn có thể thấy là về cái phần thiết kế của nó nó đã tương đương so với phiên bản EPMA 100 trở lên là phần tay chúng ta chỉ việc đút vào bên trong. Và chính cái điều này nó đã tạo lên cho một chiếc ghế những cái đường nét và sự gọn gàng hơn rất là nhiều. Và cũng như là ở phiên bản EPMA 43 thì nó sẽ có các phần túi khí ở phần mông, các túi khí ở phần hông. Và đặc biệt hơn thì phần chân của nó sẽ được giấu gọn giống như là MA 73, MA 74, MA 70. Nhưng ở phiên bản này thì phần chân của chúng ta khi mà ngồi thì chúng ta chỉ cần gạt ra và khi mà chúng ta đứng dậy thì phần chân nó sẽ lập tức thu vào mà không cần phải qua cái quá trình mà chúng ta sử dụng bằng tay gạt lên và gạt xuống. Và như ở phần chân được giấu kín như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta tránh được bụi bặm bám vào những cái nỉ ở phần chân. Và phiên bản EPMA43 nó còn được tích hợp thêm là các cái phần bi bấm huyệt ở lòng bàn chân và các kẽ ngón chân để giúp uh, đi sâu vào các cái huyệt đạo cũng như là các cái mạch máu ở lòng bàn chân. Uh, nhìn thì đó chính là một cái phiên bản nhỏ gọn nhưng mà đây là một trong những cái phiên bản khá là đầy đủ các tính năng từ về thiết kế giống một chiếc ghế sofa tạo những cái đường nét và những cái dấu ấn cũng như là về cái phong cách của chiếc ghế sự sang trọng khi mà chúng ta đặt trong căn phòng và cũng như là một trong những chiếc ghế để có thể là chăm sóc sức khỏe phù hợp với những người có phong dáng à, nhỏ gọn hơn và nếu như mà các bạn muốn sở hữu cho mình hay là dành tặng cho người thân mẫu ghế EP MA043 hay là MA34, MA35S hay là những cái mẫu ghế massage nội địa Nhật Bản khác. Hãy liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số điện thoại 097 494 55, 55.